Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Việt Nam Hội nhập được phát sóng trên kênh Văn hóa Việt, Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, dự báo về thị trường bất động sản trong năm 2024, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng niềm tin với thị trường sẽ dần được vực dậy khi khoảng 20 cơ chế chính sách hỗ trợ thị trường bất động sản. Bên cạnh đó, lãi suất huy động của ngân hàng hạ thấp kỷ lục trong năm 2023 khiến một lượng tiền không nhỏ tìm đến các kênh đầu tư hấp dẫn hơn, trong đó có bất động sản. Ngoài ra, quy hoạch chung của nhiều tỉnh được phê duyệt trong năm 2023 sẽ hỗ trợ tháo gỡ một số nút thắt về pháp lý, tạo điều kiện để các dự án có cơ hội được thông qua. Với các yếu tố trên, người dân đang kỳ vọng nguồn cung nhà ở sẽ tăng và đa dạng hóa trong năm 2024. Để hiểu rõ thêm về câu chuyện này, xin mời quý vị đến với chương trình Việt Nam Hội nhập ngày hôm nay của chúng tôi. Đây là căn hộ Starlake được xây dựng trên địa bàn quận Tây Hồ. Mặc dù chưa đi vào hoạt động nhưng có giá lên đến khoảng 90 triệu đồng trên mét vuông, tăng khoảng 50% so với lúc mở bán. Ngoài ra, các tòa chung cư đã đi vào sử dụng khoảng 8 năm tại khu vực ngoại giao đoàn cũng tăng 50% lên tới 60 triệu đồng trên một mét vuông. Bên cạnh đó, tại một số khu vực khác cũng tăng hơn 30% như Sun Grand City lên đến 107 triệu đồng trên một mét vuông. Khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà được giao bán khoảng 40 triệu đồng trên một mét vuông. Năm 2016 mình mua căn hộ 122 mét vuông với giá là 3 tỷ mốt. Bây giờ thì người ta cứ hỏi thôi nhưng mình không có ý định bán. Theo mình biết thì là giá 5 tỷ 8 cho 122 mét. Tôi thấy ở khu vực này thì là giá bất động sản thì là lên chứ không xuống. Cái năm 2019-2020 thì giá nó chỉ dao động khoảng 35-40 triệu mét. Nhưng đến thời điểm này là giá lên gấp đôi hết. Theo thống kê của CBRE, trong 3 tháng đầu năm, giá bán sơ cấp chung cư tại Hà Nội trung bình khoảng 56 triệu đồng trên một mét vuông, tăng 19% so với năm ngoái. Không chỉ trên thị trường sơ cấp, giá chung cư trên thị trường thứ cấp tại Hà Nội, đặc biệt giá bán chung cư đã qua sử dụng cũng tăng mạnh trong quý 1 vừa qua, tăng khoảng 17% so với cùng kỳ năm trước, đạt trung bình khoảng 36 triệu đồng trên một mét vuông. CBRE dự báo năm 2024, Hà Nội sẽ ghi nhận thêm hơn 12.000 căn hộ chung cư mở bán mới, tăng gần 20% so với năm 2023. Nguồn cung mới tiếp tục tập trung ở phân khúc cao cấp, khiến giá sơ cấp tại Hà Nội năm 2024 sẽ vẫn neo ở mức cao. Thì trong những cái quý còn lại của năm 2024 thì theo chúng tôi là về mặt tăng trưởng giá thì có lẽ là cái mức giá sẽ ở ngưỡng hiện tại như bây giờ, và cái khả năng tăng trưởng như trong cái thời gian vừa rồi theo chúng tôi là khó có thể diễn ra. Một phần là cái mức tăng 17-18% trung bình thị trường trong một năm là cái mức tăng ở ngưỡng khá là cao rồi. Hiện nay là cái giao dịch của thị trường chung cư là có chứ không phải là hoàn toàn là sốt ảo, nhưng cái giá thì đúng là rất là phi lý. Có thể nói là vì cái chi phí xây dựng thì tuy có tăng về sắt thép, về vật liệu xây dựng nhưng nó không tăng đến cái mức đó. Thế còn những cái chung cư mà hiện nay có thể nói là người ta cũng có một cái tâm lý là khi mà cái luật đất đai có hiệu lực thì cái giá đất sẽ tăng lên. Cái giao dịch là những cái dự án đã nộp tiền đất rồi và cái giá đất nó không thay đổi. Thế vì vậy cho nên là những cái hiện nay là nó phải nói thực sự là chúng tôi cũng thấy rất là phi lý. Hiện nay, theo quy hoạch chung của nhiều tỉnh được phê duyệt, trong năm 2023 sẽ hỗ trợ tháo gỡ một số nút thắt về pháp lý, tạo điều kiện để các dự án có cơ hội được thông qua. Kết quả thực hiện các dự án đầu tư công, đặc biệt là hạ tầng giao thông tại một số địa phương, khu vực cũng sẽ kéo theo sự phát triển của thị trường bất động sản. Từ những cơ sở trên, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định tần suất ra mắt các nguồn cung mới sẽ đều đặn và tăng so với năm 2023. Bên cạnh các chủ đầu tư lớn sẽ có thêm nguồn cung từ các chủ đầu tư mới. Tuy nhiên, mặc dù đặt nhiều kỳ vọng, nhưng tại thời điểm này, để có thể sở hữu riêng cho mình một căn nhà cũng là điều khó khăn đối với nhiều người dân. Mình có tham khảo và cũng như là tìm các giá nhà ở trên mạng ấy, thì giá bây giờ dao động cũng phải từ 2 tỷ rưỡi cho đến 3 tỷ thì mới có thể mua được. Người đang chuẩn bị lập gia đình như mình thì cũng khó có thể mua được, kể cả gia đình có hỗ trợ như thế nào chăng nữa. Mình thấy đây là một trong những cái áp lực rất là lớn khi mà muốn có nhà ở Hà Nội. Thật ra là bản thân mình cũng đi làm ở Hà Nội được vài năm rồi và mình cũng xác định lập nghiệp ở đây lâu dài. Nhưng tuy nhiên là bởi vì là giá nhà khá là cao nên là mình cũng rất khó để có thể tìm được nhà ở Hà Nội để mua. Giá nhà thì càng ngày càng cao nên là mình cảm thấy là mua nhà ở Hà Nội vô cùng là khó khăn.
Giới chuyên gia cho rằng giá căn hộ chung cư sẽ vẫn tiếp tục tăng hoặc ít nhất là đi ngang, khó có chuyện giảm. Đi cùng với giá tăng, nếu mua căn hộ để đầu tư, thu tiền ổn định hàng tháng, tỷ suất đầu tư căn hộ chung cư vẫn vượt trội hơn so với các loại hình bất động sản khác. Hiện tại chúng ta đang thấy là tỷ lệ người trẻ phân bố ở các đô thị nó rơi vào khoảng 70%. Và cũng chính từ cái việc đấy cho nên là cái áp lực về nhà ở đối với các đô thị ngày càng tăng lên, đặc biệt là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố thì bị áp lực về hạ tầng cũng như là về đất đai, dẫn đến câu chuyện là giá nhà ngày càng cao. Chi phí sống tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng tăng cao, trong khi đó thu nhập không tăng theo nên việc mua nhà ở mức giá cao trở nên khó khăn hơn. Các chuyên gia nhận định, trong thời gian tới, người dân sẽ có nhiều cơ hội mua nhà hơn. Chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển ngành xây dựng nhằm giải nén, giảm tải cho các đô thị lớn, đưa người dân ra các khu đô thị xung quanh. Một số dự án được tháo gỡ vướng mắc pháp lý, góp phần bổ sung thêm nguồn cung và cải thiện niềm tin cho người mua nhà. Kính thưa quý vị, hiện nay trong khi giá bất động sản ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang đắt đỏ, thì các tỉnh vùng ven nguồn cung lại khá dồi dào. Năm 2024, dự kiến 96% nguồn cung ở Bình Dương, Long An nằm ở phân khúc giá dưới 5 tỷ đồng một căn. Do đó, đây được xem là lời giải cho nguồn nhà ở giá rẻ tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tổ ấm của gia đình chị Thảo Linh, căn hộ thuộc địa bàn tỉnh Long An, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30 km. Với giá mua chỉ bằng 1/3 giá trị của căn hộ chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh thì đây là lựa chọn tuyệt vời cho gia đình chị. Vừa có nhà để an cư, vừa có thể ổn định công việc và cho con cái đi học tại thành phố Hồ Chí Minh, khoảng cách về không gian đã không còn trở ngại. Đối với cái số tiền mà 1 đến 2 tỷ thì hiện tại với cái bối cảnh hiện tại bây giờ thì mình ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó tương đối là với lại cái số tiền đó thì hiện tại là mình cảm thấy mình về dưới này thì mình sống nó cũng tạm thời nó là ổn. Theo ghi nhận, làn sóng ly tâm đang kéo các doanh nghiệp địa ốc vào cuộc đua mới. Nhiều doanh nghiệp địa ốc ở thành phố Hồ Chí Minh đang mở bán các dự án vùng ven như Long An, Bình Dương. Mức độ ủng hộ cũng vượt trội ngay cả khi thị trường còn nhiều khó khăn. Hàng trăm dự án đất nền, căn hộ vùng phụ cận đang bao vây thành phố Hồ Chí Minh để đón đầu xu hướng này. Giai đoạn vừa qua thì rất nhiều chủ đầu tư lớn như là Eco Park, BIM Group, Vin Group về Long An để triển khai dự án tại đây. Thì tại cái vị trí Bến Lức này có giao thông rất là thuận tiện dành cho những cái nhà đầu tư hoặc là cư dân ở thành phố Hồ Chí Minh về đây để mua căn hộ và sinh sống tại đây. Chỉ riêng tháng 3 thôi là bên em giao dịch cả hơn 100 căn, hơn 100 căn hộ hôm sau ghét là giao dịch rất là một con số rất là cao so với trước giờ luôn. Do vậy là mình thấy cái thị trường căn hộ 1 tỷ này nó đang rất là hot luôn. Theo dữ liệu thống kê của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, tổng hợp dự án nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện huy động vốn và số lượng giao dịch nhà ở giai đoạn từ 2016 đến 2023 cho thấy phân khúc căn hộ bình dân giá từ dưới 25 triệu đồng trên 1 mét vuông đã không còn xuất hiện từ năm 2021. Một số thống kê từ các đơn vị nghiên cứu thị trường như CBRE, Savills hay bấtđộngsản.com.vn cũng có chung nhận định này. Thậm chí trong quý 1 năm nay, CBRE đã áp dụng tiêu chí phân hạng căn hộ mới trên thị trường. Trong đó, căn hộ phân khúc bình dân đã được điều chỉnh có giá dưới 35 triệu đồng trên 1 mét vuông thay vì dưới 25 triệu đồng như trước khi phân khúc này đã thuộc hàng hiếm. Khi mà nó đi càng xa ra khỏi CBD thì giá đất nó sẽ thấp hơn. Và như vậy là nó sẽ có nhà đầu tư tiếp cận được cái chi phí đất thấp đó, thì nó sẽ có những cái sản phẩm giá mà vừa phải để lúc đấy thì nghĩa là cái sức mua nó vừa gặp với cái nhu cầu và cái cung nó vừa gặp cái cầu đó, thì lúc đấy là thị trường mới gọi là ổn. Trong năm nay, thành phố Hồ Chí Minh không còn các sản phẩm dưới 2 tỷ đồng. 90% các giao dịch thuộc phân khúc từ 2 đến 5 tỷ đồng trên một căn. Chính vì vậy, người mua nhà tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang mua các sản phẩm ở những khu vực lân cận như Bình Dương, Đồng Nai và Long An với mức giá phải chăng hơn và hoàn toàn có lý. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!